Tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn chính trị gia và doanh nghiệp bang Oregon do ông Vin Porter, Chánh Văn phòng Phát triển Kinh tế bang dẫn đầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với bang Oregon, một trong những bang tiên phong, cửa ngõ miền Tây Hoa Kỳ trong thời gian tới. Là bang có nhiều công ty tập đoàn lớn đầu tư ở Việt Nam, có cộng đồng người Việt thành công, Thủ tướng khuyến khích Oregon và Việt Nam thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư để khai thác hiệu quả tiềm năng và dư địa hợp tác, trong đó cần tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như trong một số ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng cũng mong muốn Oregon sẽ đón nhận các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như da giày, may mặc và hai bên mở rộng hợp tác du lịch. Đây cũng chính là việc hai bên cùng nhau hiện thực hóa những mục tiêu của việc nâng cấp quan hệ. Chúc mừng hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Vince Porter bày tỏ vui mừng khi Việt Nam nằm trong top 10 đối tác thương mại lớn nhất của bang Oregon. Nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại các trường đại học của bang và các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới như Intel, Nike, Columbia, Sportswear, có trụ sở ở bang Oregon, đang kinh doanh thành công tại Việt Nam. Về thành tựu và đóng góp của cộng đồng người Việt tại bang Oregon, Hạ viện bang hiện có 5 hạ nghị sĩ gốc Việt, bang cũng có thẩm phán người gốc Việt, cho thấy vị thế và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt. Đại diện bang Oregon bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai bên, đồng thời cho biết bang sẽ sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Người Việt tại Oregon.